thôi, tha mỡ, sao lấy cái gì ghét mỡ thế, thôi. Thề với anh em, từ đầu game giờ tôi chẳng làm cái gì cả. Team bạn kiểu thật sự rất ghét tôi. Ở trong trận đấu này tôi cũng chỉ ăn có mỗi gọi là vài mạng thôi, mà team bạn cũng quá rồi. Đấy. Fight. Fight for the ultimate answer. What's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Thomas để mà cùng đến với gameplay về Hilda Bạch Dương. Thì về cơ bản là cái skill Hilda Bạch Dương này chúng ta phải chờ đến tháng 3. Thì may ra cuối tháng 3 thì may ra chúng ta mới có được cho mình cái trải nghiệm của cái skill này. Nhưng thôi, vì đã lâu lắm rồi mà không mang đến cho anh em gameplay của một cái con đấu sĩ có thể nói rằng là sống trong bụi. Một cái vị tướng đấu sĩ có thể nói là sống trong bụi, bởi vì cứ đi vào bụi là cái con hiểu đa này được hồi máu anh em. Bên cạnh đó là cái vị tướng này đi vào trong bụi được tạo giáp ảo và có cho mình đó là một cái ultimate với cái khả năng tích lũy cái stack cộng dồn. Anh em có thể thấy stack cộng dồn của hiểu đa là đến từ dưới thanh máu đúng không ạ? Đây là một cái vị tướng không xài đến mana anh em nha, chỉ có thời gian hồi chiều kỹ năng hồi là cái vị tướng này thi triển kỹ năng mà thôi. Thì khi mà cái vị tướng này có được cho mình full stack bằng cái thanh ở dưới thanh máu ấy, thì với những cái phát bổ đến từ cái chiêu cuối cực kỳ thốn của mình thì Hilda hoàn toàn có thể lấy đi, có thể nói là cải cây máu của cái địch là cực kỳ dễ dàng cơ. Thì về cơ bản là cái vị tướng Hilda này là một trong những cái vị tướng tương đối gọi là cục xúc anh em ạ. Trông nhìn gọi là con gái thế thôi nhưng mà cục xúc lắm anh em ơi. Cho nên là cái vị tướng Hilda này thì mỡ nghĩ rằng là với cái meta hiện tại mùa giải thứ 23 ấy, thì để chơi được cái vị tướng này thì có lẽ rằng là anh em sẽ cần phải cân nhắc trước khi mà chơi. Ui, đứng yên nháy đèn như đúng rồi. Nhưng về cơ bản là đó là một cái tình huống đánh giá hơi thấp cái ngưỡng sức mạnh của mỡ đến từ vị trí của Kagura. Khi mà cô ta cứ nghĩ rằng là mỡ tập level 4 làm gì có đam đâu, mà thật ra là đam tỏ vãi cả linh hồn anh em ạ. Rồi, thì đây là một cái con Hilda ở mùa giải thứ 23. Một cái mùa giải mà cái lời đầu tiên mà muốn chia sẻ với anh em ý, thì cái con Hilda này ở mùa giải 23 thực sự phải nói với anh em là nó không mạnh ở vai trò lên đam đấu sĩ. Cái vị tướng này thì về cơ bản hay được cho đi đường, tức là đi đường trên anh em hiểu không? Và có những cái tình huống gọi là liên tục núp trong bụi để mà có thể gọi là trao đổi kỹ năng. Bởi vì mỗi lần núp vào trong bụi thì Hilda sẽ được tạo cho một cái lớp giáp ảo kèm theo đó là hồi máu. Đó, nhưng mà ở trong trận đấu này thì mỡ muốn cái ngưỡng sức mạnh của Hilda đến sớm hơn một tí. Và trận đấu này thì mỡ sẽ lên một cái lối chơi đó là Hilda 3-4-4-4 đam luôn anh em ạ. 4 món trang bị đam và nó chỉ có duy nhất một cái món trang bị thủ, đó chính là cái nó gọi là cái gì ta anh em? Nó gọi là cái giáp bất tử mà thôi. Để xem rằng với cái việc có được cho mình đầy đủ đôi 4, 6 và gần 8 stack đến từ cái chiêu cuối sức mạnh hoang dã và từng này đồ đam như thế này thì một bổ thì liệu rằng có là thốn không. Cá nhân mỡ đang trải nghiệm đến thời điểm hiện tại thì mỡ thấy rằng tốc độ đi rừng của Hilda về cơ bản là không quá lâu. Và về cơ bản đây là một cái vị tướng mà không quá là phụ thuộc vào những cái mà chúng ta đang thể thấy, đó là mana. Chỉ dùng chiêu gần như là liên tục giống như Leo mode ý. Cho nên là cá nhân mỡ cho rằng cái tốc độ farm rừng của cái em Hilda này thì về cơ bản đang là ổn. Đó, ở trong trận đấu này thì mỡ sẽ lên mắc cái chiêu 2 trước anh em nha. Kỹ năng thứ 2 của Hilda có tên gọi là cái nghệ thuật săn bắt. Đây là một cái kỹ năng gọi là có 3 lần tung chiêu. Anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cứ mỗi lần tung chiêu thì Hilda có thể có được khoảng thời gian chờ để mà cái vị tướng này có thể gọi là xen lẫn những cái đòn đánh thường. Kèm theo đó là những cái đòn kỹ năng của vị tướng này vào. Để ô để ke đến từ vị trí của Kagu, nhưng đó là sai lầm mà cô ta mang trong cái cuộc đời này. Đảo bóng với chúng tôi này. Đó là cái mạng thứ 3 của mỡ rồi. Ba mạng ở thời điểm gọi là phút thứ 3, mỡ né đi combo của đó là Veil, nhưng Veil này lại lên ulti trước anh em ạ. Cái vị tướng Veil này thì anh ta có được cho mình đó là cái cường máu và chiêu cuối trước khi anh ta lốc. Về cơ bản thật ra là anh ta lên cái gì anh ta cũng sẽ lên bảng thôi, bởi vì ở trong trận đấu này mỡ cầm trừng phạt băng xuyên, tức là cái trừng phạt cướp đi tốc độ di chuyển của kẻ địch để mà tăng tốc độ di chuyển cho Hilda.
cho nên là cái tốc độ di chuyển của team bạn là không cao. Và đây này, bổ chiêu cuối vụt nhẹ thêm cái nghệ thuật săn bắt và cố đi cho mình, đó là cái mạng thứ tư. Ở đây là dồn sát thương cùng với đó là Saber hạ cũng đi được Kagura và mang về cái KDA thứ 8 của thứ 9 của team mỡ trong trận đấu này luôn. Mỡ sẽ áp sát này, dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Veil này, và Veil anh ta sẽ phải lên bảng điểm số cái mạng ngay sau trước đó. Mỡ đã kịp hạ gục đi được anh ta rồi. Và mạng thứ 5 mà mỡ có trong trận đấu này, cầm cho mình đó là cái trang bị đầu tiên lớn, và cái set trang bị mà mỡ dùng ở trong cái trận đấu này sẽ là ba cái món trang bị siêu đam anh em nha. Cái gươm tuyệt vọng, đúng không ạ? Cái súng nộ năng. Ở bên cạnh đó sẽ là cái gươm thất hại. Kèm theo đó là lát nữa là mỡ sẽ lên cho có cả cái con Hilda này, cái bách chiến dìu luôn. Tức là một cái trang bị mà có thể nói là cho Hilda máu, cho Hilda đam và cho Hilda cái giảm thời gian hồi chiêu, giúp cho cái vị tướng đấu sĩ này có thể gọi là gây sát thương nhiều hơn. Và mỡ nghĩ rằng là anh em cũng đã thấy được cái ngưỡng sức mạnh của con Hilda rồi, đúng không ạ? Ui. Những cái dìu về cơ bản là vung lên rất là lực, trái ngược hẳn với một cái vẻ đẹp rất là tao nhã đến từ vị trí của Kagura. Thì hiểu đã trong cái trang phục này có được cho mình một cái ngoại hình và tung chiêu tương đối lực điền, đúng không anh em? Những cái phát vả đến từ cái kỹ năng thứ hai nghệ thuật săn bắt, và kèm theo đó là cái chiêu cuối đến từ cái sức mạnh hoang dã là cực kỳ kinh khủng. Vậy thì cách để mà chúng ta có thể phối hợp được cái combo của cái vị tướng hiểu đa này là như thế nào đây? Thì rất là đơn giản thôi. Anh em gọi là ở giai đoạn đầu game, nếu như mà anh em đi đường đúng không, anh em hãy liên tục gọi là nấp ở trong bụi. Lúc nào mà anh em cần lao ra đường cấu rỉa thì anh em hãy chạy ra cấu rỉa. Và sau khi cấu rỉa xong anh em lại đứng ở trong bụi nấp. Bởi vì khi mà đứng ở trong bụi thì Hilda sẽ có được cho mình đó là cái khả năng tạo giáp ảo, kèm theo đó là hồi máu theo thời gian. Anh em hiểu ạ? Đấy là cái nội tại của Hilda. Còn nếu như mà ôi rồi lạc quả dã man ghê, Muntun này lại được đó là cái vị tướng Lancelot đốt đút lót rồi, đút lót với chúng tôi này, một bổ vào mặt cụ đi chân lạnh toát. Mạng thứ 8 của mỡ trong cái trận đấu này, tranh thủ mỡ lát để làm cho con bò nếm mùi ngay. Rồi thì cái vị tướng Hilda này thì về cơ bản là cá nhân mỡ cũng từng có một cái thời điểm mỡ rất là thích chơi Hilda, và mỡ nghĩ rằng Hilda ở thời điểm hiện tại đang được chơi rất là phù hợp và phổ biến ở trong những cái trận đấu rank tầm trung cũng như là rank thấp. Bởi vì khi mà Hilda anh em tích lũy được cho mình đủ 8 cái stack cộng dồn đế từ cái chiêu cuối là như thế này này, thì một bổ của Hilda vào mặt những cái vị tướng kiểu thậm chí ở đây kể cả là tanker đi cũng rất là thốn. Và Hilda thì cá nhân mỡ cho rằng là anh em có thể tham khảo cái set trang bị ở góc dưới bên trái mà có để anh em cầm cái súng nộ năng, và anh em gọi là cầm thêm đó là cái chiêu cuối, cái sức mạnh hoang dã khi mà anh em full stack thì nó bổ cho thì melee. Khi mà full stack đến từ cái chiêu cuối thì bản thân Hilda sẽ tăng tối đa là 50% sát thương và bỏ qua 40% giáp của mục tiêu khi mà anh em đạt cộng dồn tối đa. Anh em hiểu không? Đây là hai cái chỉ số có thể nói là rất là tuyệt vời, tăng 50% giáp và bỏ qua 50% sát thương và bỏ qua 40% giáp. Còn gì tuyệt vời hơn một cái con Hilda khi nó max stack cả anh em, nó bổ cho thì thốn thì đừng hỏi. Nhưng mà cái con Hilda này thì như mà có chia sẻ với anh em, nó cũng có những cái nhược điểm chí mạng đến từ cái chất tướng đấu sĩ này. Khi mà Hilda ở thời điểm hiện tại, nếu như mà anh em thấy có mặt ở rank cao ấy, thì cái vị tướng Hilda nó sẽ không lên tanh đâu, nó sẽ là lên đam để lấy cái hiệu khống chế và lấy đi cái sự khó chịu. Đấy. Cái video clip này của mỡ làm để cho anh em thì cũng chỉ là một cái video clip hiếm hoi anh em thấy được Hilda lên đam thôi. Chứ lên rank cao ấy là Hilda là toàn lên tanh hết, anh em hiểu không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại với cái việc có những vị tướng đấu sĩ tanh ổn hơn, kiểu như là Châu, kiểu như là những cái vị tướng khác, Esmeralda đồ các thứ kiểu, đúng không? Cho nên là cái con Hilda này nó không được quá là quan tâm nữa. Và Hilda ở thời điểm hiện tại dần lùi về phía sau ánh hào quang. Và đây cũng không là, còn là một cái vị tướng có thể nói là quá mạnh ở thời điểm hiện tại meta mùa 23 nữa. Nhưng nếu như mà anh em nào mà ở thời điểm hiện tại đang có được cho mình cái bước rank từ rank huyền thoại trở xuống ấy, thì anh em vẫn có thể chơi Hilda được là ok la giống như mỡ. Anh em hoàn toàn có thể đi hai đường, đường thứ nhất là đi đường kinh nghiệm và đường thứ hai là đi rừng cũng được. Tuy nhiên đi rừng thì anh em cần phải có được trong những cái tình huống gọi là đảo lên ở đều ba cánh giống như mỡ đang chơi ở trong cái trận đấu này. Và quay đi quay lại team mỡ 11, mỡ 11 mạng rồi, và ui một phát bổ 2800 sát thương, và Kagura mới nhắm mắt lại mở mắt ra cô ta bay 4 màu mất rồi. Và tình huống này sẽ là băng trụ đến từ vị trí của đó là Tử Long, đó là mỡ và đó là Kaza. Tử Long à đâu, đây là Kaza bị Kaza đã có một tình huống tung cái chiêu cuối phán quyết thần thánh, cho nên là Châu anh ta đã bị dọ mõm. Lancelot anh ta muốn làm cái gì đấy, anh ta đang múa, anh ta đang lướt, nhưng mà anh ta lên bảng điểm số rồi. Mạng thứ 13 của mỡ đã có ở trong trận đấu này một cái KDA có thể nói là tương đối xanh. Phút thứ 8-13 mạng, ơ kìa mỡ có làm gì đâu mà sao kiểu cảm giác gọi là team bạn dễ dàng lên bảng điểm số thế nhỉ? Mỡ thì về cơ bản vẫn có đi cho mình đó là một cái hướng di chuyển. Và nếu như mà anh em nào mà chưa chơi con Hilda đấy thì hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của mỡ trong video clip này nha.
nhất ý là ở giai đoạn đầu và giữa game, cho dù anh em đi rừng hay đi đường thì vẫn sẽ phải cố gắng tích lũy được cho mình, đó là cái level 4 để mà rình dập hạ với đối phương. Bởi vì cái level 4 anh em có càng sớm, anh em đi tham gia giao tranh tích lũy được stack càng nhanh thì cái ulti của con Hilda này nó mới càng khỏe. Chứ không phải là kiểu anh em cứ trốn đi farm đến từ con đầu sĩ này rồi anh em nghĩ rằng cuối game nó sẽ khỏe không nha. Không đâu anh em ạ. Đây là một cái chất tấn đấu sĩ mà anh em sẽ cần phải có cho mình một cái lối chơi mà có thể nói là cần phải đi tham gia giao tranh với nhau đầu game. Chỉ cần tham gia hạo gục là hoặc hỗ trợ được rồi thì cái nội tại của Hilda nó sẽ được kích hoạt, anh em hiểu không ạ? Nên là đôi khi anh em chơi Hilda thì anh em cũng sẽ cần phải có cái sự tính toán nhất định đấy. Và ở đây này, làn xe lốt với chúng tôi mạng thứ 14 của mỡ rồi. Nhưng phía bên kia thì mỡ lại thấy châu anh ta hạ gục đi được ba đam, một cái tình huống gọi là đổi người có thể nói là cũng phần nào ok la. Rồi thế thì mỡ sẽ đứng ở trong này nha, để xem gọi là team bạn nó sẽ có đâu trên cái bản đồ này. Khả năng cao là team bạn xuống ăn mùa xanh không ạ, mùa tím. Cho nên là mỡ đang gọi là dình xem, vẫn đang chờ trong hơi vô vọng anh em ạ. À, đây hàng đây rồi, đánh bổ thường đến từ chiều 1 này, một bổ đến từ chiều cuối này, chí mạng 3129 này sao ấy nhở. Xa thương và thế là cụ đi chân lạnh toát đến từ vả lé. Vả lé lại tiếp tục bay màu và mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 15 ở trong trận đấu này. Thì về cơ bản trận đấu này thì anh em cũng đã nắm được cái ngưỡng sức mạnh cũng như là cái cách combo của con Hilda này rồi đúng không? Bật chiêu 1 để mà áp sát, sau đó dùng chiêu 2 để mà cấu rỉa, đi càng nhiều thì càng tốt. Còn nếu trong trường hợp anh em chỉ cần nghĩ rằng là dùng chiêu cuối là đủ đam, hãy cứ chỉ dùng chiêu cuối luôn thôi anh em ạ. Và với cái chia sẻ là như vậy thì ở thời điểm hiện tại KDA của mỡ đang là 16-0-6. Vale có một cái tình huống gọi là lốc đặt combo là đẹp hạ gục đi được, đó là cái vị thần Saber. Tuy nhiên anh ta cái lý do anh ta phải lên vài điểm số bởi vì là anh ta chơi quá là hăng máu anh em ạ. Đâu đó anh ta cần phải nơi chơi từ từ đi một tí thì anh ta mới có cơ hội để mà gọi là có thể gọi là giành được chiến thắng. Để mỡ xem nào, cái thế trận ở đây là mỡ đang thấy có cái tình huống gọi là team bạn đang tập trung gọi là tương đối đông các thành viên ở đường dưới. Team của mỡ thì cũng như vậy, và mỡ thì đang quan tâm đến cái Colossus, còn khoảng 1 phút nữa là cái Colossus được cường hóa rồi. Nhưng biết làm thế nào được, ở đây có giao tranh sẽ là châu nhảy ra, nhưng anh ta vẫn bị mỡ cho một bổ bay 4 đầu luôn anh em ạ. Mạng thứ 11 của team mỡ trong cái trận đấu này, và mỡ nghĩ là trong cái trận đấu này thì team bạn sẽ không thể nào nắm được phần thắng rồi. Bởi vì rõ ràng họ có được cho mình những cái chất tướng mạnh đấy, nhưng để mà có thể nói là dồn sát thương lên một cái con Hilda với hai bùa và xanh sao như thế này thì mỡ nghĩ rằng tương đối khó. Ui, ảo diệu thế nhở, né được cái bổ của mỡ luôn nè, kinh dạ. Rồi và đây này, mỡ phát hiện ra đó là Kagura này. Một tình huống lao lên để mà gọi là hỏi thăm Kagura một tí, nhưng Kagura cô ta đã lùi về được rồi. Chiều cuối thì lúc nãy mỡ bổ trượt Lancelot, tuy nhiên là cái thời gian hồi chiều đến từ cái chiều cuối của mỡ là cực nhanh, cho nên ở đường giữa ở đây là có, đó là cái vị tướng Kagura cô ta định lướt đi đến từ cái kỹ năng thứ hai. Nhưng về cơ bản là cô ta có thoát được khỏi cái bộ kỹ năng của mỡ không, hay là bắt phải mỡ phải dùng chiêu cuối? Mỡ không nghĩ là vậy, bởi vì ở thời điểm hiện tại là không quá là cần chiêu cuối, nhưng mỡ vẫn chơi được anh em này. Một bộ này, một huyết đến từ chiêu cuối đây. Ơi, ôi thôi gắt thế, thôi. Ôi dồi ôi. Ủa sao team bạn cảm giác họ cứ bị cay cú như thế nào nhỉ? Họ hạ gục mỡ xong họ còn nghe đen nữa. Mỡ thật ra trong cái trận đấu này mỡ có làm gì đâu. Mỡ cùng lắm chỉ tham gia hạ gục đông như thế, còn cái mạng thì kiểu vô tình ăn được anh em ạ. Rồi ở đây này, kiếm trận hồng đúng không? Kiếm với chúng tôi này, kiếm này thì trận hoa hồng này. Định là dùng kiếm trận hoa hồng để né đi chiêu cuối của mỡ anh em, nhưng mà mỡ không dùng. Mỡ lươn lắm anh em, chơi game thì về cơ bản cũng phải có team máu lươn những người chứ đúng không ạ? Rồi và sẽ là ăn đi cho mình đó là cái Colossus sau khi mà hạ gục đi được người chơi xạ thủ Layla. Tiếp đến sẽ là cái vị tướng Kagura một bổ 3000 sau đó Kagura cũng đi cho đánh toát. Và tiếp đến là chúng ta có đó là cái vị tướng Châu. Anh ta có những cái tình huống gọi là mù mây quay cuồng là mỡ hơi chóng mặt. Rồi KD ở thời điểm hiện tại của team mỡ đang là 38 kèm theo đó là 14. Và có lẽ rằng ở thời điểm hiện tại phút thứ 13 đây là cái khoảng thời gian chín mùi để mà chúng ta có thể di chuyển ra lấy cho mình đó là cái con lót này rồi anh em ạ. Một cái con lót mà cá nhân mỡ cho rằng là đây là cái con lót mà ăn vào cũng như là cái chìa khóa để mà chúng ta có thể kết thúc trận đấu này tại đây. Lót này thì về cơ bản sẽ được ăn tương đối là nhanh thôi, không có gì gọi là trở ngại cả. Banang thì anh ta đang đứng ở trong bụi rình rập, một cái phát ném chiêu cuối là hơi giật mình đến từ vị trí của Moskov, nhưng giao tranh vẫn đang được nổ ra ở đây. Mỡ sẽ đi vòng bên anh em nhá. Ôi ôi gặp Châu, ôi Châu. Mà Lancelot thì anh ta đang múa, đồng đội của anh ta múa về nhà chính luôn. Mạng thứ 22 của mỡ rồi. Uầy,
Đồng hồ mới chỉ điểm 14 phút mà thằng mỡ này nó sát sinh quay game ạ. Chơi game một thôi một hồi quay đi quả lại thấy team bạn toàn mấy ông gọi là về cơ bản đang hoài niệm gọi là một cái gì đó, đang mơ mộng một cái gì đó để mà có thể gọi là giành được chiến đấu, giành được chiến thắng ở trong cái trận đấu này. Nhưng mỡ nghĩ là hơi khó. Ui, mỡ bổ phát Vale còn 22 máu, liệu bên có giành được chiến thắng không? Câu trả lời là có. Ôi thôi thôi thôi, tha mỡ sao lấy cái gì ghét mỡ thế, thôi. Thề với game từ đầu game giờ tôi chẳng làm cái gì cả. Team bạn kiểu thật sự rất ghét tôi. Ở trong trận đấu này tôi cũng chỉ ăn có mỗi gọi là vài mạng thôi mà team bạn cũng quá rồi. Đấy, chứ bây giờ kiểu mình mà cầm đam chính đi rừng chắc nó ngồi lên đầu mình em ạ. Rồi, và ở đây này, Lord đang được theo vào đến từ team mỡ. Nhưng mà cái con Lord này nó chết quéo còn đâu nữa. Còn mỗi thanh niên tỏng lư tử long còn ít máu. Trong khi đó là mỡ đang di chuyển ra phần rừng của team bạn nhằm gọi là làm lâm tặc tí nha. Để mà gọi là mỡ đỡ phải về, lượng sát thương của mỡ thời điểm hiện tại là thốn để có thể ăn đi được cái con rừng này là rất nhanh chóng. Và đang chỉnh lại một chút xíu về set đồ, cầm cho mình đó là cái giáp bất tử. Và đang là có một cái pha tốc bia lên kéo đến từ vị trí của đó là Kaza và lên bảng điểm số. Nhưng sau đó Kaza cũng cụ đi cho lại toát mỡ nhảy vào một bổ đến từ sức mạnh hoàng gia và là áp sát tiện đi đó là hai thành viên bên phía của team bạn lên bảng điểm số. Chiều mãnh long qua giang mỡ, công nhận là trận đấu ấy cực căng. Rồi, đường giữa đang tập trung tương đối đông các thành viên bên phía của team bạn thì mỡ gọi là muốn kết thúc trận đấu này sớm lắm anh em ạ, cho nên mỡ lỉnh lên đường trên. Tốc độ đẩy là tương đối nhanh đến từ một cái con Hilda có full đồ và sau đó là mỡ sẽ quay trở lại được cái diễn biến trong cái trận đấu này. Nhà chính còn tí máu thôi và trận đấu sẽ là kết thúc rồi. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.